Xin chào tất cả anh em bà con nhé. Mời tất cả anh em bà con quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình đưa anh em đi xem một con xe đi chở mì mất lầy cực kỳ sâu luôn các bạn ạ. Các bạn xem nhé. Anh em đang nghiên cứu làm thế nào mới ra được. Nghiêm quá rồi các bạn. Bây giờ phải lấy một xe để giữ cái móc nhé. Tời giữ cái móc. Ôi à, tối quá. Đi sớm sớm tí rồi. Vào đây mắt từ lúc nào rồi? Mới được lúc gần kiếm. À, đây. In tiệp à? In tiệp số 76 à? 776. Số 76 hay 776 ấy? Chở quá nhiều luôn. Cái mắt không nói lên vấn đề. Xe này quá tải rồi các bác ạ. Một cầu. Thôi xe này nè. Thôi tiền của luôn. Thành cổ luôn. Thành cổ thế là. Chưa trả là. Bây giờ gần tối rồi các bạn. Chuẩn bị đan tời đây. Đan tời. Nhưng mà không dám tời lên. Cháu sợ nó áp tấn đâu đấy. Cháu tiếp tiền để nó xấu à. Ôi này con chú tùm lục tăng mà. Lên bánh là ta hỏi chỉnh nha chạy rồi. Tối rồi các bác ơi. Quá tiếp luôn. Có thể lo xe gì đi. Xe này quá tải luôn nha. Tối quá này. Là xem nhé. Đầy quá này còn đống cọc mì nữa. Đẹp mà xe đó. Xe này 6.6 à. Tối quá. Tối ôi, tắt đèn à. Đấy nhá, anh em xem nào, cầm tới nhá. Để cắt trên này này. Có lên. Xíu nữa, xíu nữa, xíu. Đúng rồi. Mày có thể chút. Thế lên anh em, ta về. Lên rồi. Mở cáp đi. Mở cáp đi, trời đây. Rồi, ra cầu đó. Quá khung. Anh ơi, cái đứa này nó đi bên kia nó nằm đợi nhá. Đứa nào? Xe của em á? Hả? Xe của em á? Xe cái này. Thả tôi đi. Thả tôi đi. Kéo tôi đi. Tối quá rồi các bạn ạ. Xem không gió. Tiếp quá. Máy quá, có xe trên này tời để cái mốc. Dưới cái mốc không thì nó lập ngay rồi. Nằm tời nhá. Móc lầy rồi. Cái này là cà sôi.
đen luôn. Thế gì thì chỉ có đẹp thôi, mọi người à. Các bạn đâu lùi xong cái kia lõi thế. Ok luôn nhá. Bên kia kia ơi, nhà cắt đi. Ôi, cắt nhá, cắt xe nhá. Cái mẹ nó kéo cái trên kia mà. Nó rút tay cái kia ra chứ. Được cây này kê vào thì đi được rồi. Nó chui vào nó hay nào? Nó chui vào chán nó nào? Nó bật lên thôi. Cây này cho nó. Con kia qua bên kia đi. Cơ cho bên này. Thế là kéo sang bên kia. Cái này nó vừa cái đất. Cú cá cho cậu ơi. Sở thế này làm kiểu này nó móc bùng xe đây. Nó lên nó móc bùng xe luôn. Móc bùng xe là kiểu này con tắm được. Kiểu này đi được. Em sửa đường. Anh em có biết không? Có biết rồi anh đây. Có biết rồi anh đây.